Bà ơi, nè, mau lên, để giấy lau tạm đi. Bà có giấy đi. Bà ơi, giấy. Cởi ra bà lau cho. Bà con ở quê có nói, năm ấy khi Hân Hân mất tích cũng bị thương ở chân. Bà chủ và người làm hai người thật tốt. Người nào không biết nhất định tưởng hai người là hai bà cháu ruột đấy. Thật sao? Giống máu của mình và nó cũng giống nhau. Bà ơi, bà ơi, bà làm sao vậy? Con xong rồi. Đi thôi, chúng ta đi thôi. Bà cẩn thận một chút. Y tá, tôi muốn làm giám định quan hệ huyết thống. Bà muốn giám định ai? Có mang mẫu không? Có mang. Đây là bàn chải của cháu tôi và tôi, còn có cả tóc. Tôi muốn giám định xem nó có phải là cháu ruột của tôi không. Xin lỗi bà, cái này không thể giám định được. Cái gì? Không có mẫu của ba mẹ sao ạ? Đúng rồi, Tô Nam. Cảm ơn cô. Lễ cắt băng khánh thành bắt đầu. Ba Tư, Ba Tư, cảm ơn bà đã đến. Thanh Linh đâu ạ? Quấy không đến ạ? Người cắt băng khánh thành ấy là ai vậy? Là ba con Đoàn Chính Hoa và vợ cô ông ấy. Vợ cô ông ấy? Không phải là mẹ của con sao? Mẹ con là vợ đầu. Bà ấy là vợ sau của ba con. Thế cô ta có con không? Không có, bà Tư. Sao bà lại hỏi như vậy? Bà biết gì ấy ạ? Bà không quên. Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Ở bên kia ạ. Đoàn tổng, mời vào trong. Tô Nam, sao vậy? Không sao. Vậy được rồi, vào trong đi. Trường nhạc. Nếu không vì người đàn bà đó thì ngày đó con cũng không xảy ra chuyện. Con cũng sẽ không chết. Con chết rồi, cô ta vẫn sống tốt. Mẹ, mẹ, mẹ có thể nói cho con biết rốt cuộc Trường Nhạc đã xảy ra chuyện gì hay không? Mẹ nói cho con biết có được không? Im miệng. Tôi không cho cô gọi tên nó. Vậy mẹ nói cho con biết đi, rốt cuộc là Trường Nhạc bị làm sao rồi? Nó chết rồi. Tối hôm ký đơn ly hôn, nó bị sai công thức giấy nước hoa mà bị nhốt trong biển lửa.
Không thể nào. Mẹ, không thể như vậy được. Điều đó không thể như vậy được. Cô mãn nguyện chứ? Như vậy cô đã mãn nguyện chưa? Cô đúng là nghiệp chướng. Tại sao lại đúng vào hôm ấy? Tại sao cô lại hại cả gia đình tôi? Chúng tôi có chỗ nào không tốt với cô chứ? Tôi liều mạng với cô. Tôi liều mạng với cô. Liều mạng với cô. Tôi hận cô. Cô còn mặt mũi nào gọi Trường Nhạc, gọi tôi là mẹ? Tôi hận cô. Tôi hận cô. Chỉ có thể dựa vào cô ta mới có thể biết được Thanh Linh có phải là Hân Hân không. Bà Tư, bà muốn đi hay sao ạ? Chúng con đã chuẩn bị tiệc, bà dùng xong hãy đi ạ. Không cần đâu, cảm ơn cháu, bà để cháu tiễn bà. Tổng giám đốc Đoàn, bắt đầu từ hôm nay, tôi hủy bỏ hợp tác với chính phái các người. Việc giao khoa cho khách sạn từ tháng này sẽ dừng lại. Cần bồi thường bao nhiêu, cậu tính xong thì đến gặp tôi. Bà Tư, xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại hủy hợp tác nhanh như vậy? Nếu cậu có làm sai chuyện gì, bà có thể nói thẳng ra, chúng ta có thể ngồi lại thương lượng với nhau. Tôi và chính phái của các người không có gì để thương lượng cả. Tôi cảnh cáo cậu, sau này đừng đến vườn hoa nữa, cũng đừng đến tìm Thanh Linh nữa. Nếu không, tôi sẽ không khách khí với cậu đâu. Ba Tư, sao lại như vậy chứ? Hai bà cháu này yêu như nhau, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Thiên Lãng, dì Tô Nam, dì làm sao vậy? Không sao. Vừa nãy ở trong kia không cẩn thận bị trượt ngã. Vậy thôi, dì ở đây đợi. Con vào gọi người đưa dì về. Không có gì đâu. Không có gì to tát cả. À đúng rồi, lúc nãy các manh Khánh Thành người nói chuyện với con là ai mời bà tới vậy? Là con mời. Là tiệm hoa cung cấp hoa cho khách sạn chúng ta. Bảy là chủ vườn hoa Bổng Lăng Bắc Hợp sao? Vậy bảy kinh doanh hộ gia đình à? Nhà bảy còn người nào không? Dì Tô Nam, tại sao dì lại muốn biết chuyện này? Dì quen bảy sao? Dì không quen. Dì chỉ cảm thấy lạ. Bà ấy rất tốt thôi. Thiên Lãng, hay là vậy đi, con nói với ba con buổi tối dì về muộn một chút. Được, để con bảo chuẩn bị xe. Được, dì ở đây đợi con. Hân Hân, con đang ở đâu vậy? Bà Đinh,
Bà đến thật đúng lúc. Đưa cô ta đi nhanh đi. Ở đây không hoan nghênh cô ta. Thanh Linh, bà, không phải bà. Sao con có thể làm những việc nặng như vậy chứ? Cô ta chỉ lau nhà thôi, sao có thể coi là việc nặng chứ? Không phải nó đang mang thai con của nhà họ Đinh mấy người sao? Trước khi ly hôn là mang thai giả, ly hôn rồi lại mang thai thật. Tôi thấy cháu nhà bà cũng chẳng có gì tốt đẹp. Bà, sao bà lại nói như vậy? Lời lẽ của bà sạch sẽ một chút đi. Tôi đau đầu muốn chết đây. Ở trong nhà của mình cũng không được yên nữa. Cô mau đưa nó đi đi. Bà, con tôi dọn một tí rồi chúng ta về nhà. Đi, về nhà. Cùng chung sống với một bà mẹ chồng như thế làm sao mà ở được? Bà, không phải có câu nói lâu ngày sẽ hiểu được lòng người, bà ấy sẽ hiểu con thôi. Không được, để như vậy cũng không được. Phải nghĩ cách để bà ấy chấp nhận thích con, vì đứa con trong bụng, cũng là vì con nữa. Ba, bà yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng. Đúng rồi, lần trước con nói vì đứa bé mà không hợp tác với Sưởng Hóa Học nữa. Bà cũng đã suy nghĩ rồi, không hợp tác cũng tốt. Còn bây giờ phải lấy gia đình làm trọng. Có hợp đồng mới cũng không ký nữa. Vậy chúng ta chỉ cử hoa cho họ thôi. Còn nước hoa thì chúng ta tự nghiên cứu. Rằng nào thì từ nay hoa cũng không cần giao nữa. Hôm nay bà đã nói với Đoàn Thiên Lãng từ tháng sau dừng hợp đồng. Sao vậy ba? Ba, mộng lan của chúng ta cũng chẳng phải là mới mở rộng sao? Vườn hoa nở nhiều như thế. Với lại chúng ta làm như thế không phải là sẽ bồi thường sao? Thanh Linh à, bà không muốn con với Đoàn Thiên Lãng qua lại với nhau nữa. Sau này bọn con không cần phải gặp mặt nhau nữa. Còn có chỉ là quan hệ hợp tác bình thường thôi. Người khác không tin con thì thôi, tại sao đến bà cũng không tin con vậy? Thanh Linh, xin lỗi con. Vì ân oán giữa bà và Tô Nam, không thể không hy sinh ước muốn làm nước hoa của con. Không ngờ Tô Nam đã là vợ của Đoàn Chính Hoa, mẹ kế của Thiên Lãng. Bà biết được chân tướng của việc này, làm sao có thể hợp tác với chính thái được nữa chứ? Bà, bà đừng giận con. Con không có ý đó đâu. Bà, bà đừng giận nữa. Không có gì phải xin lỗi cả. Là bà vô dụng. Là ta phải xin lỗi con. Mẹ, tại sao cô lại tìm được chỗ này? Phải rồi, Đoàn phu nhân muốn tìm tôi không phải là rất dễ hay sao? Mẹ đừng nói như vậy mà mẹ. Đừng gọi tôi là mẹ. Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi. Vậy con phải xưng hô với mẹ như thế nào đây? Chúng ta không quen biết nhau. Tránh ra. Mẹ, 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 con biết trong lòng mẹ con là người có tội. Mẹ không tha thứ cho con cũng có thể hiểu được. Xin mẹ hãy cho con xem con là mẹ của Hân Hân đi. Cho con gặp mặt nó có được hay không hả? Mẹ cho con gặp. Lúc đầu khi cô bỏ rơi nó, cô có nghĩ đến nó hay không? Con, tôi nói cho cô biết, cả đời này cô cũng không có tư cách để gặp lại nó. Cô cút đi cho tôi. Mẹ, cút đi. Mẹ, mẹ nghe con nói. Mẹ, mẹ.
Sao bây giờ em mới về? Đi đâu thế? Em xin lỗi. Anh đang hỏi em đấy. Chính Hoa, hôm nay em hơi mệt, có thể cho em lên lầu nghỉ ngơi một chút được không? Cả buổi hôm nay em đi đâu, làm gì? Chính Hoa, để cho em yên tĩnh ngồi một lát có được không? Em nói rõ cho anh. Tô Nam, ba, em sao vậy? Em tỉnh lại đi. Chị Tô Nam, chị ngất rồi, mau đi lên lầu. Lên lầu đi. Sao rồi? Không sao, chỉ bị trúng gió thôi, lại bị sốc nữa. Nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe lại thôi. Chị Lan, tìm bác sĩ. Vâng. Nào, mời bên này. Cảm ơn. Ba, đừng lo. Không phải bác sĩ đã nói nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe sao? Bị sốc. Phải rồi ba. Vì Tô Nam trước khi gặp bác sĩ vừa có làm gì khác nữa không ạ? Trồng hoa chẳng hạn. Không có. Con hỏi thế để làm gì? Con chỉ tùy tiện hỏi thôi. Bà Từ với dì Tô Nam rốt cuộc là có quan hệ gì? Bà ơi, Đoàn Thiên Lãng đến rồi kìa. Bà Từ, không phải tôi đã nói với cậu là đừng đến vườn hoa nữa sao? Đúng là bà đã từng nói. Nhưng hôm nay con đến tìm bà là vì chuyện công. Nói mau rồi đi đi. Đề nghị hủy hợp đồng trồng hoa của bà con không chấp nhận. Xin vườn hoa tiếp tục cung cấp hoa. Còn nữa, con muốn giới thiệu xưởng hóa học cho bà. Bà, đây là tư liệu về xưởng hóa học. Bà rảnh có thể xem qua. Nếu bà thay đổi ý định thì hãy liên hệ lại với con. Bà nội Từ, tạm biệt. Bà, tư liệu cũng đã đưa đến rồi, bà xem thử đi ạ. Cố vấn y tế Tô Nam, đúng là nghiệt duyên. Y tá, tôi đến kiểm tra huyết thống. Đây là mẫu. Phiền bà ghi lại tư liệu. Được. Người ủy thác từ Khánh Luân, họ tên người được giám định Hoa Thanh Linh. Tô Nam. Dì Tô Nam, sao hôm nay con về sớm vậy? Sao, dì khỏe hơn chưa ạ? Không sao, không sao đâu. Đúng rồi, dì Tô Nam, con nhớ dì từng nói thấy bà Từ rất quen. Dì thật là không quen biết bà ấy ạ. Dì, dì không quen biết bà ấy. Tất nhiên là không quen rồi. Con đang cầm gì vậy? Là một chút quà. Vậy con đi lên trước đây.
Dì muốn ra ngoài sao? Đi đâu vậy? Không chuẩn bị buổi tối sao? Dì ừ, phải rồi. Dì phải chuẩn bị buổi tối. Dì đi chuẩn bị ngay đây. Thiên Lãng, em đụng vào tủ đồ của chị để làm gì? Chị sốt ruột như vậy để làm gì? Có ai vậy? Chả có ai hết. Đằng bạn trai à? Đừng có nói lung tung. Có cao không? Làm nghề gì thế? Đối xử với chị tốt không? Chị vừa mới ra ngoài gặp Tô Nam, sao bấy nhiêu người mất hồn vậy? Lại đến trống lãng. Nói đi. Lại, chị nghiêm túc đó. Bà ta với ba sao vậy? Không nói thật hả? Không đúng, em vào đây làm cái gì vậy? Được, coi như chị lợi hại, không hỏi nữa. Bà xin lỗi, vui lòng nhận à. Coi như em có lòng. Nước hoa. Nước hoa thích hợp cho người đang yêu. Em, thật là không thể nào nói cho em biết chủ nhân của cái áo này là ai à? Không có ai hết. Nếu người này thật sự không tồi thì giới thiệu với ba luôn đi, để cảnh báo trước do anh rể. Em trai yêu quý, em không cần quan tâm đâu. Mau đi về đi. Cảm ơn nước hoa của em nhé. Thật là không thể nói cho em biết hả? Về đi, bye bye. Làm vợ của anh nhà báo nghèo, hay là làm phu nhân của người thừa kế công ty giàu có, thì làm phu nhân của người thừa kế công ty giàu có vẫn tốt hơn. Tô Nam và Thanh Linh xác định phù hợp. Là mẹ con ruột thịt, chúc mừng bà đã tìm được cháu gái rồi. Đúng là ý trời. Là ý trời mà. Trường Nhạc, Thanh Đình chính là Hân Hân. Trường Nhạc à, cháu gái ruột của mẹ, nó ở cạnh mẹ nhiều năm như vậy mà mẹ không hề hay biết. Sao con lại như vậy, trêu chọc bà già này? Tìm thấy rồi. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Nhưng mẹ có nên nhận hay không? Mẹ già rồi, cơ thể càng ngày càng yếu, đầu óc ngày càng hồ đồ rồi. Mẹ không muốn trở thành gánh nặng của nó. Có nên nhận hay không đây, Trường Nhạc? Chút nữa thì quên mất, Hân Hân đó mang thai rồi, con sắp làm ông ngoại rồi. Nhớ đấy, nhớ đấy, phải bảo vệ mẹ con nó bình an. Đừng quên, con đừng quên.
Sao đến giờ này con mới về nhà? Con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi. Con đừng nói mệt nữa, không dọa được mẹ đâu. Không phải mẹ đã nói với con không nên để nó mang thai sao? Con nói mẹ nên mắng con hay là phải khen con đây? Mẹ mắng con đi. Con cũng không biết có chuyện này xảy ra. Đứa trẻ là của con phải không? Mẹ, con nói xem, đã ly hôn rồi. Nó lại nói nó đang mang thai, đương nhiên mẹ phải nghi ngờ chứ. Bây giờ đã sắp 3 tháng rồi, lúc đó vẫn chưa có ly hôn. Vậy tốt, con dự định thế nào đây? Con không biết. Mẹ thật sự không muốn gặp sinh mạng này. Con nói xem, mẹ không dễ dàng gì mới thoát khỏi con thanh linh này, bây giờ lại xuất hiện thêm chuyện này. Mẹ, con xin lỗi. Con cũng đừng nói xin lỗi nữa. Tối hôm qua mẹ nằm mơ thấy thần chết. Hắn nói Đinh gia nhà ta có hậu rồi, vô cùng vui mừng. Vợ mẹ hết hồn. Nửa đêm mẹ ngồi khóc cả buổi. Con trai, lỡ như thanh linh muốn phục hôn thì chúng ta có nhận hay không?